Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục Lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã bị can về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1969, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, nơi thường trú và nơi ở hiện nay, trung cư Pacific Place số 83B, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đỗ Văn Sơn, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1977, nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, nơi thường trú tổ 38, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay, số nhà LK11, khu H10, khu đô thị Starlake, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nguyễn Hồng Sơn, sinh ngày 28 tháng 8 năm 1970, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, nơi thường trú số 15B, ngõ 94, Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay, số 8, Lâm Viên, tổ 1, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Nguyễn Thị Tích, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1962, tổng giám đốc công ty cổ phần Mofa, nơi thường trú, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, nơi ở hiện nay, thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Trương Thị Xuân Loan, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1974, trưởng ban quản lý dự án 3, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, nơi thường trú và nơi ở hiện nay, căn hộ R3-0826, trung cư Royal City 72A, Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 và 069 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện